Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một đĩa bánh xèo siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu với các cháu nhé, là nguyên liệu của đĩa bánh xèo này. Bà mua rất chi là nhiều bột bánh xèo đấy các cháu ạ, nhiều lắm đấy. Ngoài ra lại còn tôm này, để tí bà cho vào bánh nhá. Đấy, tôm này, ở đây là thịt đây này, thịt lợn này các cháu ở đấy. Thế và rau giá này, đấy, rau giá để trong túi này. Đấy, còn rau hành đây nữa này bà, các cháu này, đấy. Và đây còn các loại rau thơm nữa nhá, để tí bà cho vào trong bánh. Thế còn tinh cà rốt với dưa để bà làm nước chấm nhá, mấy chanh nhá, bà làm nước chấm nhá. Thì các cháu ơi, các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn. Thì các cháu ạ, cái món bánh xèo này nó cũng hơi là lâu lâu ấy, cho nên là hôm nay bà có nhờ cháu gái của bà cũng làm trợ giúp cùng với bà nhá. Thì bây giờ bà đi thái rau hành mới rửa rau đi. Các cháu ơi, bây giờ bà rửa rau nhá, rửa rau, rửa tôm à. Bà rửa tôm các cháu ơi. Đấy, là bà rửa tôm. Các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà pha bột bánh xèo nhá. Nào, bà pha bột bánh xèo. Nào, bà chế dần dần đây, bà bỏ bột vào. Các cháu ơi, đấy, bà pha cái thau này nó hơi bé nhá, sau tí nó thiếu bà lại pha thêm, nó chưa được đĩa khổng lồ bà lại pha tiếp. À, hóa ra nó có gói chống ẩm, bà không biết. Đúng rồi. Thau này hơi bé. Các cháu ơi, đây là gói bột nghệ các cháu ạ. Bà không biết, bà tưởng gói chống ẩm cơ. Gói bột nghệ nhá, thế bây giờ bà xé ra. Là gói bột nghệ đấy. Vàng sộm. Nào, bây giờ bà đánh nhá. Cho thêm nước còn đặc. Các cháu ơi, đấy bà đánh tan bột rồi nhá. Thì bây giờ bà bỏ một ít nước cốt dừa vào cho thơm này. Đấy. Rồi. Đấy, bà lại bỏ tiếp rau hành vào nữa nhá. Bà cho rau hành vào. Các cháu ơi, đấy bà đánh rồi, bây giờ bà ủ ở đây được một lúc á, thì bây giờ bà đi, trong khi ủ chờ đợi bà sẽ đi rang nhân các cháu ạ. Rồi. Các cháu ơi, đấy bếp bà chất rồi nhá. Thì bây giờ bà bỏ cháo lên để bà rang nhân nhá. Đấy, nào, bỏ cháo để bà rang nhân cho bánh xèo đấy trong khi chờ đợi. Một bánh ở đây nó cấp cảnh. Củi nó chưa sụt, củi nó chưa sụt. Nào. Rồi. Bây giờ bà bỏ dầu vào các cháu nhá. Nào, bà bỏ dầu vào. Thôi. Đấy. Bà bỏ dầu vào, bà để nó ra cháo cho bà. Cho nhân vào, bà sốt cho tôm vào, cho thịt vào, bà sốt lên. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ thịt vào nhá. Nào, bà bỏ thịt vào. Đây.
Quay, quay, quay. Rồi. Tốt lên. Thêm tí mặn thôi. Nào bỏ tiếp một tí. Thôi là lớp chín, là bà xào ra lớp chín rồi nhá. Bây giờ bà hót ra cái đĩa. Nào. Đây. Bà bỏ ra cái đĩa. Đấy. Rồi. Thơm ghê các cháu ạ. Ăn được. Đấy. À, các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà bắt đầu tráng nhá. Nào. Nào bà bắt đầu tráng. Đấy. Khó lắm các cháu ạ. Đấy. Rồi. Bà bụng lắm các cháu ạ. Đấy, nghĩa ra là bà bánh như cái chảo khổng lồ to thôi nhưng mà các cháu bảo là mấy cháu nhà bà bảo phải chán bằng chảo nhỏ á. Thế là bà hôm nay dán một cái chảo nhỏ để lâu lắm các cháu ạ. Đấy. Lấy bao là được đĩa khổng lồ. Đấy. Bà bụng lắm hôm nay không biết thế nào cũng thành. Không được to lửa to các cháu ạ, không được cho lửa to. Thôi bà giải dần dần thế này. Đấy, bây giờ bà giải dần nhân vào nhá. Bà cho nhân vào này. Đấy. Rồi. Bà cho rau giá. Đấy. Bà cho dần cho chín. Cho rau giá nó chín đi, còn thịt là mới tôm là bà rang chín rồi nhá. Nào bây giờ bà bỏ mỡ vào. Bà lại bỏ mỡ, bà lâng một lửa cái bánh nhá, xem là có phải không. Đấy. Úi rồi. Đấy. Đấy, bà để đây một lúc rồi cho ở đây đây. Thằng nghiêng nhá. Bà cho mỡ bên này đấy, xem là bà vụng lắm các cháu ạ, bà không khéo như đây. Ui dồi ôi. Rồi. Các cháu ạ, đấy. Khó lắm các cháu ạ. Nào, bây giờ bà hất cho bà dở đó này. À, các cháu ơi, đấy, cái này nó không được đẹp lắm nhưng thôi cái sau bà cố gắng làm cho nó đẹp hơn nhá. Nào, bà mang ra là đấy. Nó rất chi là tỉ mẩn các cháu ạ. Đấy, đây. Ấy. Đấy. Rồi. Nào. Tỉ mẩn. Rồi, nào bây giờ bà lại cho tiếp tráng tiếp cái nữa. Đấy. Rồi. Rồi đấy. Hơi khó các cháu ạ.
hơi khó. Các cháu ơi, đấy bà chờ nó cứng lên nhá, một lúc nó cứng lên nha, bà lại lâng lên bà cho mỡ vào dưới để cho nó có độ giòn, nó thơm. Đấy, một lát giờ là bà sẽ giải nhân vào. Các cháu ơi, đấy bây giờ bà cho mỡ vào nhá. Nào, bà lâng lên bà cho mỡ vào. Đây bà cứ thuận tay phải, tay trái bà không thuận. Đấy. Đấy. Nghiêng thì bà lắc cho chảy mỡ đi. Đấy. Rồi bây giờ bà bỏ nhân vào nhá các cháu nhá. Bỏ nhân vào. Rồi bà cho rau giá. Thêm mấy cái nữa. Rồi. Bà thử. Chưa được. À đây bà cố hất vào này các cháu này. Cháu nhìn này. Đấy, ở trên tiểu lại cũng thất bại luôn. À đây. À được. Đấy. Nào bà múc mỡ tiếp. Cho mỡ vào. Bánh này hóa ra khó làm các cháu ạ. Thường ngày cháu bà cứ mua cho bà ăn thì bà cũng thích thì bảo hơi ngon. Ở đây đấy. Thôi bây giờ bà vốt cái ra nhá. Bà gấp một đầu rồi bà đỡ lên này. Đấy. Ôi. Rồi, nào, bà cho tiếp cái nữa bà cho tiếp cái nữa. Ôi. Đấy, rồi. Các cháu ơi, đấy, thế là còn cái này bà được dán lốt nhá, đấy. Thì các cháu ạ, đây bà dán 2 tiếng đồng hồ rồi mà mới được có bằng này thôi các cháu ạ, lâu lắm đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây xong ăn với bà nhá, mấy bà cháu nhà bà. Các cháu ơi, đây thế là bà đã làm xong rồi, đĩa bánh xèo siêu to khổng lồ rồi nha các cháu nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn cùng với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì các cháu ơi, bà giới thiệu đây là em gái ruột của bà đây này đấy. Thì bây giờ chị mời em ấy, mời bà mời tất cả các cháu ở đây nhá. Vâng. Bà mua nước chấm này, đấy. Vâng. Các cháu ơi, cái món bánh xèo này bà làm nước chấm này, đấy. Đấy, nước chấm này có cả cà rốt đấy. Các cháu ạ, nào. Này, cháu Duy đưa đây. Vâng. Con là con đói lắm rồi bà. Ngon quá. Tối từ sáng chỉ đợi ăn đây, bánh xèo của bà. Em gái đây. Vâng. Nào, Duy. Đây. Thơm nước rất là mũi. Anh Hùng, bà cho anh Hùng trước không? Anh Hùng đem ngồi nếm giờ cứ liếm mép. Uống nước chấm là đi em. Còn lau ướt hết đúng hết cái cổ áo rồi. Ăn vào hết cả đĩa rau rồi. Đây. Rồi cháu xin ạ. Rồi, nào bây giờ chị cắt bánh. Vâng. Bụng con nó kêu ọc ọc rồi mà. Mời cháu trước. Đấy. Vâng. Ôi giời, cảm ơn chứ. Ăn đi em. Này cháu Duy. Rồi, ok, mọi người ăn trước. Cái cháu ăn dần đi. Ăn mạnh đi. Vâng ạ. Đấy, đi đỡ cho bà. Này em.
Đây, cháu cuộn chứ. Rồi, ấy ấy. Em gái ăn đi, mấy các cháu ăn đi nhá. Vâng, vâng ạ. Mời mẹ, mời tất cả mọi người nhá. Mời bà, cháu mời ba, cháu mời mọi người ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người. Anh Hùng mà thèm lắm rồi đấy. À, các cháu ơi, đấy, thế là bánh xèo của Quân với lại miếng bánh da lem này này các cháu ạ. Đấy, làm, bảo Quân nhá. Trời ơi, huy cho xin cô một tí. Đấy, đấy. Kia, kia, kia. Đấy. À, các cháu ạ, đấy, bà vụng lắm, ngồi ăn vụng lắm này. Bà mời các cháu ăn với bà nhá. Vâng. Nhà bà ăn nè. Đấy. Toàn rau. Mình mời tất cả mọi người nha. Mời bạn nha. Thèm lắm rồi. Ừ. Sao nó to quá rồi. Đó. Vẫn nóng, được. Vẫn nóng với giòn nhỉ. Rồi. Ăn được, ngon. Ăn được các cháu ạ. Ủa. Ngon đấy. Ngon lắm các bạn ơi. Mời tất cả bạn nha. Nước chấm ngon thế nhỉ? Ngon nhỉ? Được rồi. Mình đã ăn hết cái đầu tiên rồi các bạn ạ. Chuẩn bị cuốn cái thứ hai. Dạ. Mình mời tất cả các bạn nhé. Mình mới là lợn ý. Cái thứ hai các bạn ạ. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ạ. Cuốn thêm bỏ ra lên. Ăn phòng mồm không nói được. Bánh nhà mình nó tham lắm nha. Các cháu ạ, ngon của vị bánh xèo lại vị rau thơm dưa chuột nhá. Ngon lắm, ăn rất chi là cả bà cảm thấy rất chi là ngon. Ăn được. Lại có vị tôm này. Vị thịt lạc, à, vị thịt lợn này, vị rau giá nữa. Cháu thích nhất vị tôm. Anh cái gì thích? Anh không chê gì đâu. Mẹ con xin miếng nữa mẹ. Bà ơi, cháu xin. Cháu ơi. Cháu xin bà ha. Cháu xin bà. Cháu ăn mạnh đi. Vâng ạ. Ngon đấy. Quá ngon các bạn ạ. Đi thì nhanh. Được. Đấy. Rồi. Nào, cháu Di mang lại bà thôi. Cháu xin. Rồi, cháu xin. Đấy. Khá là giòn. Các bạn ơi, cuốn to như này ăn nó mới đã các bạn. Không mà không nói được gì. Ăn thì còn nói, ăn thì tập trung ăn thôi. Rồi, ăn không nói. Nói rơi ra ngoài. Rơi lòng chấm. À đây. Đây các bạn nha. Rải đây. Chấm với nước chấm ăn ngon lắm các bạn. Con xin miếng. À đây. Cháu Hùng của bạn à? Nào. Đây người lần đầu tiên. Ăn nhiều thế, ba cái rồi. Ăn mấy cái rồi. Sau khi ăn hết ba cái vẫn chưa cảm thấy mùi vị mà. Chắc phải ăn 5 cái nữa thì mới hết mới cảm nhận được. Đấy. Rồi. Ngon. Đã. Còn nước nách. Ngon quá bạn. Cắn một phát gọc răng. Tuyệt vời. Phải nước chứ tốn lại ngon. Các bạn ơi, đang ngon mà hết bánh da lem rồi các bạn ạ. Một mình anh Hậu cuốn hết 2 túi bánh da lem, sợ thật. Ăn nhiều. Ăn thế mà không lớn, này, khổ. Cứ to ngang. Các cháu ơi, đây, bà gần 60 lùi bánh chưng ngày hôm nay bà mới làm cái món bánh xèo, ăn cũng được các cháu ạ. Ngon, ăn được. Đây, to quá. Cho cháu ăn mạnh lên. Ngập mồm. Hết rồi đấy chị ạ. Hết rồi rồi. Em ăn 3 cái rồi, vẫn chưa ngán. Bà nói điều này bảo đi dán thêm ạ. Hết rồi, dán thêm. Nói chung tuyệt vời các bạn. Ngon quá, húp vào nước. Các cháu ạ, cái nước bánh xèo húp được, cái nước chấm là húp ngon lắm.
Ờ, các cháu ơi, đấy, đấy là món bánh xèo ăn cũng ngon các cháu ạ. Thì đây gần hết rồi các cháu ạ. Còn tí, 3 miếng rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ bà dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like để ủng hộ bà nhiều, để bà có nhiều sức khỏe nhá. Bà làm ra nhiều clip từ nay cho các cháu xem nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà nhé.